Desire Reed, nơi mà Kiss đã hoàn toàn biến mất, người duy nhất mà Game Master Jiruri còn đặt niềm tin, chẳng lẽ lại là Tycoon hoặc Nago lúc này vẫn quá vô dụng với biết bất cô cũng như Ninja, chỉ còn lại Buffa, chiến thần trong lòng của Jiruri. Ông ta đặt hết niềm tin vào Buffa và trao cho anh ta sức mạnh của Fever Buckle. May mắn đã không hề mỉm cười với anh. Không ra được sức mạnh gì đó quá cao siêu, chứ đừng nói tới sức mạnh từ zombie. Tất cả gì anh nhận lại chỉ là một chiếc cánh trực thăng đưa anh thẳng vào địa ngục, bay lên bầu trời và gục ngã trước pháo đài bay khổng lồ. Gục ngã trên tay của Kiss cũng là kết thúc của Buffa, nhưng đó vẫn chưa phải là ngày tàn của anh. Anh tỉnh dậy trong một nơi mà tưởng chừng chính là địa ngục của bản thân, vườn ươm ra đám Yamato, khu vườn của những ác quỷ. Tại nơi này, anh đã trốn thoát, tìm lại chiếc Core ID đã vỡ vụn của mình cùng với Desire Driver tại đó. Đối mặt với những tên Yamato Rider gác cổng, anh đã bất chấp tất cả và sử dụng chiếc Buckle Yamato, trở thành Kamen Rider Buffa Yamato Buckle. Sức mạnh của anh được bao phủ bởi nguồn thực vật từ Yamato, với đôi mắt đã bị phá vỡ vì là người chơi đã rời khỏi Desire Reed. Sống dậy như một thây ma đích thực, tất cả nguồn thực vật từ Yamato bao phủ lấy sức mạnh của Buffa. Những cú đánh của anh tạo ra nguồn năng lượng với tông màu tím và xanh thể hiện sự hắc ám của bản thân cũng như quyền lực của thiên nhiên. Và đó cũng chính là đòn tất sát mà anh sở hữu, Dark Yamato Strike. Kích hoạt lên đôi tay của mình, nó sẽ có hai biến thể tạo ra những chiếc dây leo xuyên phá kẻ thù. Biến thể thứ hai bao phủ hai chiếc dây leo này vào tay của mình để tăng cường lực đấm, dùng để đấm nát tất cả những vật thể cản trở anh. Đòn tấn công sử dụng cú Rider Kick cũng tương tự như vậy, anh sẽ dậm mạnh xuống đất để tạo nên hai chiếc dây leo gai, dùng nó để xuyên phá tất cả những vật thể xung quanh.